Thủ, em đi đâu vậy? Em đi về nhà mẹ của em. Chị em không sống nổi với anh Minh nữa. Có gì từ từ nói. Thằng kia để vợ con rồi đi vậy hả? Hay quá rồi, hở chút là bỏ nhà ra đi. Cũng hay quá rồi đó. Thì nó là con bà mà. Anh, trong mắt chị á, chỉ có mỗi mình là nhất thôi. Nếu mà muốn có vợ có con á thì qua đây ở rể đi. Coi vậy lại thằng Hiếu, không là nó lì lắm đó. Hay là nó bị bệnh thiệt hả ta? Tào lao, nó lì chứ bệnh cái gì. Trời, vợ sếp mới sinh mà đã đi làm rồi. Trong khi đấy sếp thì phải ở lại công ty để tăng ca. Em thấy thương cho sếp quá. Hôm nay tụi mình đi karaoke xóa. Dạ. Nếu không chịu được thì buông tay. Còn nếu muốn tha thứ thì phải học cách buông bỏ. Có đi thì để tủ lạnh với máy giặt lại, để nhà còn xài. Nhưng mà cái đó là con mua mà má. Em nữa mắc cười quá à. Mấy cái đó qua bên nhà em, em đem thêm làm gì? Để cho má dùng. Còn cái xe của thằng Hiệu nữa, lúc trước má cũng có phụ vô 5 triệu, để lại luôn. Cái đó đâu có được má. Con phải đi làm nữa, con cần có xe. Hai vợ chồng mới cưới nhau, có dư giả gì đâu. Má nói vậy rồi thì thôi, mình đi về. Để nhà cho cô chú lo được rồi. Đi thôi. À. Cho tới bây giờ anh vẫn còn ân hận với sai lầm đó. Anh nói vậy đâu có được anh xui. Đồng ý con bé Nhiếm á, nó là cháu nội của anh. Nhưng mà nó cũng là cháu ngoại của tôi vậy. Với lại á, con bé Nhiếm nó ở đây, nó có phòng riêng, nó có người chăm sóc riêng. Chứ nó không phải ở chen chúc trong cái phòng của ba mẹ nó chật chội như bên nhà anh. Tôi thấy ở đây cũng thoải mái hơn mà. Chưa chắc gì thằng Minh lết xác qua đây mà con Thu nó chịu về đâu. Chỉ có nước thằng Minh nó qua đây ở rể luôn á thì được.